Ơi, chào mọi người nhá. Hôm nay mình mấy anh Trương với anh Tài vô cái vườn của anh Tài. Vườn rau nước nha. Tài nguyên vườn rau nước. Cây này còn nhỏ lắm. Cây này đường kính nha, được khoảng 6 trở lên. Đâu có, giờ này cả cây đó còn 30 đó. Này 30 này ha. 8 đến 10 là khỏe đó. Ừ. Xác gốc thì nó ba mấy rồi. Này cũng ba mấy rồi. Cao gì bạn? Hả? Cao trắng. Cao trắng cũng nhiều lắm. Đi vô đây. Ở cái dầu cái bự quá. Đi. Ủa sao cao kìa? Ủa bóng bò kìa. Bò nó bằng lan rồi đó hả? Hả? Nó bằng lan đó. Đó, bằng lan đó, bằng lan có, móng bò có. Bằng lan này mà bằng lan lá to nè. Bằng lan lá to nè. Cây đó phải hoành, cây đó đường kính 12 à. 12, 13 à. Đây có ổ chim sao, kích chim à. Nguyên một vườn rau nước nha. Cái này trồng sát này nó lâu lâu phát triển anh Tài. Cũng cảm dữ lắm cái này. Dạ. Ôi xoài. Xoài bán không? Thì người ta hả? Rồi bằng này. Bằng lăng này đường kính khoảng tầm 35 rồi đó. Nhìn là biết á. 35. 35 sách gốc. Bạn làm 40 sát gốc. Ồ mà. Bạn làm sát gốc. Ủa cái này móng bò không á? Hả? Cái đó cây hoàng hậu vàng. À hoàng hậu hả? Hoàng hậu vàng chắc nghe em nãy nói cỡ này chứ gì? Dạ. Bằng lăng nè. Ờ đó chưa rồi. Này anh trồng trên canh hả? Anh trồng trên canh rồi. Dạ. Trên canh, cái này là cái chanh, trồng trên canh mới chanh phải không? Để hỏi nghe em coi mấy cây hoàng hậu vàng này được chứ gì, cả trạng này được chứ gì nè. Vô đây nè. Đi vô đây còn nhiều lắm. Cái này chưa đâu. Hoàng hậu hả? Hoàng hậu em nói cỡ cây này chứ gì. Vô đây là chưa rồi. Nè hoàng hậu em nói cỡ cây này chứ gì ha. Hoàng hậu nè. Đúng rồi, hoàng hậu cây này bên sau. Đây cái sang cây này cái đường kính nhiêu? 6. Nè. Tay 20 chia 3 7. Đường kính 7. Ở ngoài này nè, bằng lăng nè. Bằng lăng, bằng lăng to nè. Bằng lăng này phải từ 30 trở lên. Sát gốc là phải 35 mà. Đó, trồng... Ở đây bao nhiêu công đất anh? Cái này 4.000 mấy mét vuông. Cây này khủng nè. Cây này phải là 50 rồi. Sát gốc phải 60 rồi. Ở đây còn gì lắm. Bằng lăng to quá ha. Cây này 60 luôn nè Trương. Sát gốc này. Cành gốc 1 mét nó phải là 50. 50. Bằng lăng này đường kính 15 đẹp. Chưa đâu, chưa, bạn qua Tết ngay đâu. Qua đây to hơn hả? Ơi, bóng bò, bóng bò. Bóng bò nè. Bóng bò nè anh em. Bóng bò đẹp quá. Ơi, bóng bò nè. Thấy cái bóng bò không? Đẹp quá trời luôn. Anh mà phải cầm cái đà bàn Đài Loan là chín rồi, là cầm cái đất này là chín rút luôn. Bằng Đài Loan mà anh trồng. Anh mà trồng bằng Đài Loan là nó to hơn dày nhiều rồi. Cao trắng nè. Cao. Cao mình trồng nó hàng nó đó. Cao trắng. Nè bằng lăng bự đây nè. Đây là một hàng cao trắng với một hàng bằng lăng. Chanh. Chanh nguyên vườn luôn. Nguyên vườn chanh luôn. Khủng khiếp, khủng khiếp. Úi giời. Bằng lăng này đẹp rồi. Đây.
Đây mấy khủng đây là trương. Cách lá hết rồi nè. Đó, anh mấy. Ủa, anh xoài bự nha, anh không biết anh xoài công trình á. Hả? Xoài công trình người ta đặt đầy xong đi. Có anh không có nhận được. Xoài của người ta. Xoài công trình là không nhận hả? Ủa, anh không có nhận được, anh không có biết được cái mối nha. Chưa mối. Cái mối nó không biết anh á. Thấy không, thấy bằng bằng lăng này là mé vậy là bứng cái cặp à. Cách gốc 20 cm 35 bằng lăng. Cao trắng cây bằng bạc không ha. Cách gốc 1 m đường kính 10. Cách gốc 1 m đường kính 10 nha. Cái này chắc nó dao động từ đường kính dao động từ 6 cho đến đến 15. Hơn 15. Cái này đường kính cái này được khoảng cách gốc 1 m, cái này chắc được khoảng đường kính khoảng 13. Cái này cũng to rồi. Mấy cây này ngoài thành phố trồng quá trời. Trương ơi. Điên này nè. Mấy cây kia cây gì vậy? Cây cao kìa. Này nguyên vườn chanh này nha. Chanh này trồng lên chanh to ghê, chanh này cũng thuộc dạng chanh già rồi. Rồi, anh em thấy chưa? Anh em nào cần bằng lăng này, bằng lăng lá to anh hả? Nó có bằng lăng ổi nữa. Này bằng lăng ta. Rồi anh em cần bằng lăng nha, kích thước dao động từ đường kính 5 cho đến đường kính 15 nha. Rồi móng bò cũng vậy, dầu câu trắng, xoài cũng có nha, bằng lăng đây câu trắng nè. Inbox cho mình nha, dẫn vào vườn coi. Anh em nào đang nhận công trình cây bằng lăng, cây hoàng hậu thì không có. Hoàng hậu hả? Bằng lăng Osaka, dầu, móng bò, xoài. Rồi inbox cho mình. Rồi chào cả nhà nhé.